Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 những cái phím tắt mà các bạn cần nhớ ở trong Photoshop Rồi, nếu như đây là lần đầu anh đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe, nút đăng ký đó và nhấn nút chuông bên cạnh nút sub nữa để mà không bỏ lỡ video nào. Và đồng thời nó cũng là miễn phí mà và coi như các bạn hãy giúp mình để mà mình đạt tới cột mốc tiếp theo là 30.000 sub. 300.000 sub Ok Rồi à, Nếu các bạn biết ở trong Photoshop á, Nó có hàng hà xa số những cái phím tắt luôn nó Nguyên một cái list các bạn có thể thấy trên màn hình đó Rất là nhiều Nhưng mà thực ra với những cái nhu cầu cơ bản Thì theo mình các bạn không cần phải nhớ quá nhiều như vậy à, Và nếu như các bạn mới bắt đầu thôi Thì hãy nhớ 10 cái phím tắt Mà sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha Rồi nhà Một cái lưu ý nhỏ đó là nếu như các bạn sử dụng Macbook á hoặc là đó, Macbook chẳng hạn thì uh, những cái phím như kiểu phím Control À, mà mình đọc ở trong cái sử sử dụng ở trong cái video này á, phím control nó sẽ tương đương với lại phím command. Command ở trên Apple à, à, Apple iMac hay là Apple MacBook hay là nhá, những cái sản phẩm của macOS ha. Còn phím alternate internet internet ở trên Windows á thì nó sẽ tương đương với lại phím option ở trên à, à, máy Mac ha. Option là OT, OPT đó, hai cái nút đó nó cũng gần gần nhau, control và option ha rồi đầu tiên cái phím tắt đầu tiên mà mình muốn các bạn nhớ đó là cái phím mà cần chôn D ha phím cần chôn D là phím gì phím cần D là cái phím mà sẽ giúp các bạn à, bỏ vùng chọn ha ví dụ như là các bạn đang có một cái vùng chọn như là cái chữ nàng thơ này chẳng hạn như vậy đó và bây giờ các bạn không muốn không muốn thao tác với cái chữ này nữa ví dụ các bạn các bạn đang đây nhưng mà các bạn muốn vẽ ở ngoài nhà như vậy thì nó sẽ không cho các bạn vẽ thì các bạn muốn chọn vùng chọn xong rồi các bạn muốn bỏ đi hoặc là các bạn mới tách hình xong rồi các bạn muốn bỏ vùng chọn đi các bạn có thể bấm cần nha cần ctrl d ha cần ctrl d nó tương đương với lại vào select và chọn là đi select ở ngay đây đó ctrl d ha rồi cái thứ hai cần ctrl j <laughs> phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó. À, Con bồi uh, cần trôn bồi. Uh, trường hợp các bạn không tin là uh, ví dụ như là uh, translate. Uh. Có nhiều bạn vẫn thắc mắc với mình là uh, tại sao lại đọc là J chứ không phải là Z. Đây, à, mình sẽ bật. J. Đây, đây 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 đây. J. Anh em nghe rõ không? J. OK ha. Còn Ctrl J khỏi cãi. Hơi <laughs> một phần thôi là bởi vì phím J này nó không có trong tiếng Việt, thành ra là mình cứ đọc J thôi. Còn như kiểu Z thì nó là đó Z, Z các bạn hay đọc là Z hoặc là Z đó ha. Rồi. Còn Ctrl J sẽ là cái phím mà giúp các bạn tạo một layer mới, ha? tạo một layer mới dựa trên layer hoặc là vùng chọn đang thao tác. Ví dụ như là cái hình mình sẽ mở một cái hình ví dụ như là hình desktop mình mở đại một cái hình hình logo của mình chẳng hạn như vậy mình sẽ open with Photoshop đây đây ví dụ như là thông thường các bạn mới làm và thông thường các bạn mới học Photoshop á theo mình các bạn không nên trực tiếp chỉnh sửa ở trên layer background các bạn các bạn nên nhân đôi lên tạo một layer mới và các bạn thao tác ở trên đó thì nó sẽ tốt nhất ha làm việc đó bằng cách bấm cần J chay À, đó nó sẽ tự động tạo một cái layer mới này giống y chang layer cũ à, và một cái chức năng nữa nếu như trong trường hợp các bạn đang có một cái vùng chọn ví dụ như là vùng chọn mình đang chọn cái chữ uh, chữ HP Photoshop đi ha đây bao gồm à, đây, đây ví dụ như là mình sẽ lấy cái uh, đây nguyên cái logo của mình ha khi các bạn đang có vùng chọn các bạn bấm Ctrl J thì nó sẽ tạo ra một cái layer bao gồm những cái pixel ở trong vùng chọn đó và tạo thành một layer mới ha. cho nên là cái ctrl J là một trong những cái phím mà mình sử dụng khá là nhiều. nếu các bạn thường xuyên coi tutorial của mình ha. ctrl J là giúp các bạn nhân đôi layer. rồi phím tiếp theo nữa là ctrl Y. ctrl Y này á là nó đây. ví dụ mà mình đang sử dụng một cái layer hình này ha, mình bấm ctrl Y nó sẽ đảo ngược đảo ngược màu. À, ví dụ như là đang là màu dương bản, đây, cái màu này là chúng ta gọi là màu dương bản, thì nó sẽ đổi thành màu âm bản, ha, màu dương bản đổi thành màu âm bản. À, thực ra bấm ctrl i này nó sẽ tác dụng đó là đảo ngược màu. ha thành ra ví dụ như là các bạn đang là có à, đang đang có một cái vùng chọn hoặc là ở trong cái màu sắc nào đó mà các bạn muốn các bạn muốn đổi màu chẳng hạn như vậy. đây, ví dụ như là mình tạo một cái um, Thông thường người hay gọi là hay hay chèn cái những cái hình typo chẳng hạn vậy đó. Typography um, nàng thơ chẳng hạn như vậy. Thông thường khi các bạn tải những cái typography nàng thơ về á, typography hoặc là những cái gọi là cái cái uh, hiệu ứng á. Đâu rồi. Đây. Mình sẽ copy hình này và mình paste vô Photoshop đây. Rồi, đây chúng ta có một cái layer là em không là nàng thơ đây ha và trong trường hợp á, ví dụ như là các bạn muốn đảo ngược màu không lẽ các bạn phải chọn như này đó đúng không xong rồi đổ màu ấy, nó rất là mất công à, mình vừa bấm cần chôn đó ha thì để cho nó nhanh ví dụ như là các bạn muốn đảo ngược cái màu cái nền là màu đen và cái uh, chữ này thành màu trắng các bạn chỉ việc bấm cần chôn y tự động nó sẽ đảo ngược lại ha và cái màu của các bạn sẽ có như này đó và ví dụ như là bây giờ các bạn muốn chèn nhanh cái này thì các bạn có thể các bạn chọn là screen ha lý do tại sao nó được như này các bạn có thể coi lại cái tutorial mà uh, hướng dẫn cách chèn hiệu ứng nhanh ở trong Photoshop mình đã từng làm rồi mình sẽ để ở góc đầu đó ở đây uh, và các bạn có thể search ở trên cái uh, fan trên trên kênh YouTube của mình cũng sẽ ra ha thì đó đó là cái cách và một phần cái ứng dụng của phím cần y ha đảo ngược vùng chọn rồi phím tiếp theo nữa là phím cần chôn t Ha, phim tiếp theo cần ctrl T cần ctrl T này là cái phí mà sẽ giúp các bạn à, điều chỉnh kích thước ha, của một cái layer mà các bạn đang thao tác nhớ nha của layer nha ví dụ như là những cái hình đây ví dụ như là cái chữ em không là nàng thơ này nó đang thuộc layer này đúng không mình có thể chọn layer này bấm cần ctrl T và lúc đó các bạn có thể phóng to thu nhỏ tùy ý ha ở những cái phiên bản gọi là phiên bản cũ á, thì để cho nó giữ được cái tỷ lệ các bạn sẽ phải giữ phim ship còn phiên bản mới từ CC 2019 trở lên thì các bạn sẽ không cần phải giữ phim ship ha thì nó sẽ giữ tỷ lệ ha và nó ngược lại phiên bản cũ là như vậy đó nhưng mà các bạn nhớ giúp mình thôi cần T sẽ là giúp các bạn tạo được cái transform ha transform nó nằm đây là edit này và chọn là free transform à, free transform đâu rồi à, đây transform và chọn là free transform <laughs> đây free from đây à, nó là cần t đó là giúp các bạn tạo được thay đổi kích thước ví dụ như là thay đổi kích thước cái hình này chẳng hạn như vậy đó mình bấm cần chôn t này và mình có thể làm cho cái hình này nó bự hơn ra ví dụ như thế rồi đó ví dụ như vậy ha đó là cần chôn t rồi à, phím tiếp theo nữa là phím uh, internet delete và cần chôn delete luôn ha hai phím này có tính năng là gì hai phím này nó sẽ giúp các bạn fill màu nhanh fill màu có nghĩa là gì các bạn đổ màu nhanh đó ví dụ như là cái nền của mình đi đây cái nền của mình bây giờ đang là nền màu trắng đây ha và phím internet đây alt đó và bấm delete alt delete đây thì nó sẽ là fill cái màu foreground là cái màu ở trên đây cái màu đây này đây các bạn có thấy cái hình ở dưới đó ha? cái màu ở trên chúng ta gọi là màu foreground màu dưới là màu background đây có cái chữ nhỏ đó ha ở trên là foreground và ở dưới là background tương ứng ở trên nó sẽ là internet delete alternate delete hoặc là cái background nó sẽ là control delete ha ví dụ như là các bạn muốn fill màu 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 trắng trở lại đi màu trắng cũng ta đang là ở là cái background đúng không thì nó sẽ là control delete đó thì nó sẽ tự động nó fill như thế. Tương tự với chữ luôn các bạn cũng có thể thay đổi màu chữ. Ví dụ như là đây mình muốn đổi cái màu uh, foreground thành màu đỏ, mình chọn màu đỏ. Sau đó các bạn chọn vào cái chữ, ví dụ chữ nàng thơ này đi, mình muốn đổi sang màu đỏ. Thì màu đỏ bây giờ nó đang là ở foreground đúng không? Các bạn muốn fill cái màu foreground các bạn giữ phím internet và delete ha, nhớ là đang chọn vào layer chữ nha. Internet delete đó thì nó sẽ áp cái màu đó vô trong layer à, ví dụ như là mình chọn những cái layer khác ví dụ như là cái này mà mình bấm internet delete thì nó sẽ fill hết bởi vì chúng ta không có một cái uh, không có cái uh, cái cái giới hạn nào cho nó nhưng mà đó thì đơn giản là như vậy ha rồi thì đó là phím internet delete và control delete gọi nó là một cặp luôn đó bởi vì nó là fill màu foreground và fill màu background ha à, cái tiếp theo nữa là phím control shift y e cần cho ship y nó là một cái combo mà y ngắn, y ngắn đó nha, y ngắn đó là giúp các bạn uh, fill màu uh, chọn vùng chọn vùng gọi là đảo ngược vùng chọn ha đảo ngược vùng chọn ví dụ như là các bạn đang chọn hình uh, cô, cô gái đi ha và các bạn muốn đảo ngược lại các bạn chọn những cái hình ở ngoài thì các bạn bấm cần chôn ship y in ngắn Được rồi cần shift ship in ngắn đó thì nó sẽ đảo ngược vùng chọn lại thành chọn cái vùng bên này. thì ví dụ thông thường đi, cái này hay ứng dụng nhất ở trong cái chuyện là chúng ta tách hình nhé. bởi vì ví dụ như là các bạn muốn chọn đúng không? thì uh, ví dụ như là như cái nền này, này đi, thì bây giờ các bạn chọn vô những cái chi tiết thì nó mất thời gian, uh, nó sẽ mất thời gian các bạn phải chọn vùng, hoặc các bạn uh, chọn vùng người chẳng hạn như vậy đó. thì thay vì các bạn chọn ở trong người, à, đâu rồi, đây lấy ở đây ví dụ chúng ta chọn layer người ha, đó nó bị như thế này, thì các bạn có thể chọn layer ở ngoài, ha chọn chọn cái vùng chọn vùng chọn ở ngoài, sau đó ví dụ các bạn muốn đổi ngược lại, bởi vì các bạn đang chọn vùng chọn là ở ngoài mà, bây giờ các bạn muốn đảo ngược vùng chọn lại để ông ta chọn cái cô gái, thì mình bấm ctrl shift -E, i, nó sẽ đảo ngược vùng chọn lại ha, đảo ngược vùng chọn, cái này thì nó sẽ là vào select và chọn là invert, đây, ha nó là ctrl shift -E i ngắn, ha ctrl shift -E i ngắn rồi tiếp theo nữa là một cái phím nữa là Ctrl Shift E. Ctrl Shift E thì nó có một cái tác dụng đó là đây, Ctrl Shift E đó, gom tất cả layer đang hiển thị ha. Ví dụ như là một cái layer mà nó ẩn đi đó, Ctrl Shift E thì nó sẽ chừa cái layer ẩn đó ra. Đó, nó sẽ chừa cái layer ẩn của mình ra này. Hồi nãy mình tắt đi ha. Và bây giờ nó sẽ không có gom chung vào ha rồi à, thì cái này nó có một tác dụng đó là khi các bạn muốn lưu hình à, ví dụ như là lưu file tip chẳng hạn như vậy hoặc là các bạn à, lưu hình để mà gửi đi in á các bạn muốn giữ à, giữ chất lượng cao nhưng mà các bạn không muốn nó quá nặng bởi vì file tip các bạn lưu mà các bạn để nguyên cái layer này thì nó sẽ rất là nặng hoặc là lưu pdf cũng vậy thì nó sẽ rất là nặng nếu như có nhiều cái layer thì các bạn muốn làm gọn lại thì cứ bấm Ctrl Shift E để nó gom hết lại Một phần nữa là mình thấy có nhiều bạn design xong và muốn gửi uh, file chất lượng cao Nhưng mà không muốn cái bên tiệm in đó, người ta chôm cái bản thiết kế Bởi vì còn nguyên layer như thế này người ta có thể lấy và người ta làm cho người khác, người ta kiếm tiền, như kiểu thế Các bạn muốn gom lại bấm Ctrl Shift E, nó sẽ gom tất cả lại và các bạn lưu à, Lúc đó nó vừa có độ nhẹ và nó vừa có cái độ bảo mật trong đó Ok ha, Ctrl Shift E gom tất cả layer đang được bật ha rồi tiếp theo nữa là cái combo thứ chín uh, thứ tám chứ là Ctrl Shift F ha Ctrl Shift F Ctrl Shift F ha rồi Ctrl Shift F này nó sẽ có cái tác dụng á đâu rồi đây mình sẽ uh, ví dụ như là cái layer này đi uh, mình muốn uh, blur chẳng hạn như vậy mình muốn blur cái chữ em không là nàng thơ ha đây chữ em không là nàng thơ mình sẽ dùng giờ rồi bây giờ mình sẽ blur vào filter blur và chọn là Gaussian blur. Đó thì mình sẽ blur nhiều lên là nhiều mơ vừa blur vừa thôi. Rồi, rồi bây giờ mình bấm OK. Rồi, bây giờ các bạn muốn back lại hoặc là các bạn muốn giảm bớt cái hiệu ứng này đi, các bạn bấm chôn Shift F ngay lập tức sau khi các bạn mới áp cái lệnh blur xong nha. Và bây giờ nó sẽ tự động là cái đó, nó sẽ là cái opacity của hiệu ứng blur. Ha, đó. Ví dụ như vậy. Hoặc là một cái hiệu ứng nữa, ví dụ như là các bạn muốn uh, Uh, tăng sáng đi ví dụ tăng sáng cho cô gái này đi mình có thể chọn layer cô gái này và bây giờ mình uh, mình bấm cần l để mình tăng sáng bằng cái level đây đó ví dụ mình tăng sáng như thế này đi rồi và mình bấm ok nhưng mà mình bấm ok xong mình cảm thấy ờ ừ, nó hơi bị uh, sáng quá mình muốn giảm bớt đi thì bằng cách nào ha bởi vì mình nãy mình là bấm cần l thì nó áp dụng ngay vào hình luôn rồi để giảm được bấm cần shift f Ha. và bây giờ nó sẽ là đó nó sẽ là opacity của cái bước uh, ngay trước đó là cái bước mà mình mới cần cho l là sử dụng level ha và cái uh, cái này nó sẽ là cái cứu cánh cho anh em khi mà các bạn làm lỡ làm quá tay ha nếu các bạn lỡ blur quá tay các bạn tăng sáng quá tay các bạn làm cái gì đó quá tay thì các bạn có thể bấm ngay tập ngay lập tức nha bấm cần shift f và các bạn giảm bớt khi hiệu ứng ngay trước đó đi ha ok ha À, cái phím tắt tiếp theo nó đơn giản thôi cần ctrl shift n ha, ctrl shift n đây ví dụ các bạn muốn tạo một layer mới ha nó chính là một cái layer tạo layer mới đó cần ctrl shift n đó và bấm ok ha. ha ok luôn đó và bây giờ chúng ta có một layer mới ở đây các bạn có thể làm bất kỳ một cái gì cũng được không bị ảnh hưởng gì cả đây đó tạo layer mới thôi đơn giản nó là như vậy à, thông thường nếu như các bạn thường là các bạn thiết kế á, thì các bạn sẽ hay gặp, hay sử dụng cái phím đó. Còn như các bạn chỉnh hình á, thì sẽ không gặp thường xuyên. À, chúng ta không cần tạo nhiều layer mới nhưng mà đa phần đó, nó sẽ là à, chúng ta kéo những cái hình và chúng ta tăng sáng các thứ đồ đó. Thì gần như là tổng hợp những cái phím trước đó các bạn có thể sử dụng được. Ha. Rồi, OK. Còn cái thứ 10 cái cuối cùng nó sẽ là ba cái bonus mình dành cho các bạn. Nó không hẳn là những cái phím tắt, mà nó là một uh, phím chức năng thôi. Đầu tiên ha, đó là giữ. Uh, các bạn muốn chọn, uh, chọn vùng những cái layer, những cái pixel ở trong layer, thì các bạn sẽ bấm giữ phím cần và các bạn click vô cái layer đó. Ví dụ như là mình muốn chọn chữ thơ, là chẳng hạn như vậy, mình sẽ giữ cần chôn và click vô cái thumbnail. Thumbnail là cái khu vực đây. Ví dụ như là cái vùng đó các bạn thấy cái này không? Đó click vào đó, các bạn sẽ thấy cái tay cái con chuột của mình á nó đổi thành cái icon là cái bàn tay và có cái vùng chọn ở đó ha. Thì các bạn giữ phím control nó sẽ hiện ra và các bạn click vô layer nào thì nó sẽ chọn vùng à, những pixel có ở trong layer đó ha. Ví dụ như là một cái layer logo của mình đi. Đó mình giữ phím control này và click một cái. Đó thì logo của mình sẽ được chọn. Còn layer này khi mình chọn đây á thì các bạn sẽ thấy là ừ, tại sao cái ở trên màn hình hiển thị nha tại sao tại sao cái em không là nàng thơ nó là cái chữ thì đúng ra nó phải là chọn vào những cái và cái nét chữ chứ đúng không nhưng mà không phải bởi vì thực ra cái layer này á nó là một layer đang được tạo hiệu ứng và mặc định nó là như này nè ha bởi vì cho nên á cái cái cho nên cái phím control này nó sẽ là cái phí mà hỗ trợ các bạn lấy uh, lấy vùng chọn của tất cả pixel ở trên layer đó và không có bị ảnh hưởng bởi những cái hiệu ứng đang đang áp dụng không bị ảnh hưởng bởi cái blending option ha, blending mode ở đây blending mode ở đây ha thì rất là đơn giản như vậy tạo vùng chọn thôi ví dụ như là thông thường ví dụ như là các bạn muốn lấy vùng chọn cho nó nhanh á những cái layer ví dụ như là nó đã là một layer thành phần gọi là layer đã được tách nền rồi và các bạn muốn chọn nhanh á thì các bạn có thể giữ phím control click cái là xong và ngoài ra còn một cái hay nữa đó là khi các bạn ở trong cái bảng Channel đây bảng Channel, hoặc các bạn không thấy các bạn có thể vào window chọn là Channel uh, Channel đây ha nó sẽ đẩy các bạn qua panel Channel khi các bạn giữ phím control và các bạn click vô cái thumbnail của cái uh, RGB của player RGB click vô cái, nó sẽ mặc định là chọn những cái khu vực có ánh sáng 50% trở lên Ha, đó là một cái đặc biệt khi các bạn tạo vùng chọn ở trong cái channel ha giữ phím control và click vô cái thumbnail channel của RGB mặc định nó sẽ chọn khu vực vùng sáng trên 50 phần trăm ha các bạn có thể áp dụng được rất là nhiều thứ ví dụ như là như hôm bữa mình có hướng dẫn cho em cái cách mà chúng ta tăng sáng vùng tối đó thì mình cũng có áp dụng cái đó có nghĩa là mình chọn vùng chọn vùng sáng xong rồi đúng không mình bấm cần chôn ship y ngắn để mình đảo ngược vùng chọn lại mặc định nó là chọn vùng sáng đảo ngược lại nó thành chọn vùng tối thế thôi Ha. và cái thứ hai nữa, à, cái phím chức năng thứ hai nữa đó là cái phím à, tăng giảm brush ha tăng giảm brush đây brush là cái mà các bạn dùng rất rất thường xuyên ở trong Photoshop à, kể cả khi các bạn dùng clone clone stamp để chúng ta xóa chi tiết chẳng hạn như vậy đó đó và khi các bạn dùng clone stamp thì các bạn cũng sẽ phải có cái brush trong này ha tăng giảm cái brush cái size của nó ha thì thay vì các bạn phải click chuột phải và chọn size ở đây thì các bạn có thể nhấn phím ô vuông ha phím ô vuông à, và các bạn tăng giảm đó mở à, mở ô vuông á, mở ngoặc vuông á, thì nó sẽ là giảm và đóng ngoặc vuông nó sẽ là lớn ha các bạn giữ như thế trường hợp mà các bạn thấy khi các bạn giữ hay là các bạn nhấn à, tăng giảm bằng hai cái nút này mà nó mất ha, nó bị delete những cái layer á thì đó là do nó đang bị um, ảnh hưởng bởi cái bộ gõ tele ha các bạn có thể đổi cái bộ gõ tele thành bộ gõ um, Vini thì nó sẽ không có bị trường hợp đó nữa ha có thể chọn Vini, chứ còn nếu các bạn chọn tele thì thường hay thường mình hay gặp cái trường hợp là bị nhấn hai cái phím đóng mở ngoặc vuông á thì nó lại thành là xóa layer ha nó bị trùng nhau ha. Thì cố gắng nhớ cái đó giúp mình. Nếu như bị lỗi uh, kiểu như thế Thì đổi thành bộ gõ Vini. Rồi, cái cuối cùng đó là giữ phím Z, ha giữ phím Z để các bạn có thể zoom in zoom out. Ha, đây là một cái phím để giúp các bạn zoom in zoom out. Khi các bạn đang ở bất kỳ một cái uh, bất kỳ một công cụ nào và các bạn muốn zoom in thay vì các bạn phải click vô cái zoom như thế này rồi kéo ra kéo vô thì các bạn có thể ở yên cái cái tool đó ví dụ như là mình đang ở pro ha mình giữ phím z ha sau đó các bạn có thể đưa chuột click chuột đưa qua đưa đưa lại để mà nó zoom in zoom out sau đó các bạn có thể thả cái phím z ra thì mặc định nó sẽ tự động nó nhảy ở yên cái công cụ mà mình đang sử dụng ngay trước đó thì đó là 10 à mười cái phím tắt mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần nhớ nhất à mình nói không có theo thứ tự nào cả thì mình hy vọng là nếu được anh em có thể non lại và có thể sẽ giúp ích được cho anh em trong cái trường hợp các bạn chỉnh hình ha và mình hy vọng là các bạn chỉ cần nhớ đúng cái 10 cái đó thôi ở đây mình không có liệt kê tới những cái cơ bản như kiểu cần chôn Z để bách lại hoặc là cần chôn S để mà lưu bởi vì nó quá đơn giản rồi và hầu như là phần mềm nào được cũng tương tự như vậy ha mình hy vọng là video này sẽ giúp được cho mọi người ở phía dưới này mình có nhiều cái video khác anh em hãy click vào để coi nhé và hãy comment cho mình biết là ở video tiếp theo anh em muốn mình làm về cái vấn đề gì thì hãy comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn. À, mình Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo.